Trần Thái Tông bói được ngày chết của mình. Trần Thái Tông là người mộ đạo Phật nên tuổi càng cao thì việc xét đoán càng sâu. Lần khác, Thượng Hoàng đùa, nói mình tự Nguyễn Mạc Lão chiêm đoán xem điểm lành hay giữ cho mình. Khi Mạc Lão dùng phép chiêm đoán thấy có một cái hồng vuông, bốn mặt đều có chữ Nguyệt, trên hồng vuông có một cái kim, một cái lược, Trần Thái Tông suy ra rằng cái hồng đó là quan tài, bốn mặt chữ Nguyệt tức là tháng tư, Nguyệt cũng là mệnh âm. Cái kim trên hòm có thể sâu vật gì đó tương ứng với đòn sóc khiêng quan tài. Chữ sơ là cái lực, đồng âm với chữ sơ là xa, tức là sẽ ra rời cõi sống. Ngày 1 tháng 4 năm Đinh Sửu 1277, Thái Thượng Hoàng mất, thọ 59 tuổi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!